Nhưng chào tất cả các anh chị ở trên trên YouTube và trên Facebook. Hôm nay là tháng 4 rồi anh chị. Tháng 4, tháng nhắc nhớ chúng ta về những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái thời khắc gây ra nhiều cái biến động cho người dân Việt Nam, cả hai miền miền Bắc và miền Nam anh chị. Thì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, có không ít người ngày trước giúp đỡ cho Cộng sản Bắc Việt đi vào miền Nam để cướp chính quyền miền Nam Việt Nam. Thì sau khi mà đã giúp được Cộng sản đi vào miền Nam cướp chính quyền rồi, thì những cái người, một số người đã thức tỉnh và biết ra sự thật rằng cái việc mà đi cướp, cái việc mà đi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thật sự không phải giống như họ nghĩ. Họ đi từ miền Bắc đi vào miền Nam, họ thấy cái sự hưng thịnh, cái sự trù phú của người miền Nam. Thì lúc này có một số người đã ngã quỵ xuống và khóc. Và một số cũng đã tìm cách đi vượt biên, tìm cách đi nước ngoài để mà xin xin tị nạn cộng sản anh chị. Thì một số anh chị chắc cũng nghe đến là bà Dương Thu Hương phải không ạ? Bà Dương Thu Hương phải không? Nhà văn Dương Thu Hương phải không ạ? Đó, rồi một số khác nữa như ví dụ như là Bùi Tính chẳng hạn. Nhưng mà trong số đó cũng có một số người làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lại quay qua cuối cùng thì đầu quân cho Cộng sản Bắc Việt, làm lợi cho Cộng sản Bắc Việt. Thì nhân vật đó là ai? Bây giờ Dương bắt đầu Dương chia sẻ anh chị ha. Đây là một cái bài viết nói về cái luật nhân quả dành cho người phản bội Nguyễn Thành Trung. Thực sự Dương không chỉ trích chê bai ông, nhưng mà những cái việc của ông làm đã góp tay giúp cho Cộng sản miền Bắc đi vào thôn tính miền Nam và dẫn đến cái hệ lụy là người dân Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay sống với cái sự thống trị, toàn trị của Cộng sản Bắc Việt. Nó cũng làm cho Dương có một chút gì đó rất là không vui và cảm thấy có sự hơi giận ông một chút. Đã mấy năm rồi, Nguyễn Thành Danh sinh năm 1977, con trai của phi công nổi tiếng Nguyễn Thành Trung, đã treo cổ tự tử chết vì những lý do không ai biết. Thật đáng tiếc vì anh này cũng là một phi công, vừa lập gia đình và có con nhỏ. Bầu trời trong xanh bỗng như sụp đổ. Đau lòng lắm khi tương lai của Nguyễn Thành Danh cũng sụp đổ. Nhưng tại sao anh ta lại bị ông trời kêu tên khi tuổi đời còn quá trẻ? Thằng ôi, chỉ vì cái tên anh ta đã gắn với cái tên mà không mấy người dân miền Nam Việt Nam không biết, anh ta chính là con trai của tên phi công Nguyễn Thành Trung. Chỉ vì cùng tên tuổi và cùng tình ruột thịt máu mủ với người cha độc ác trên mà ông trời đã gọi. Thì người thì tin điều này, người thì không. Nhưng nếu nói về luật nhân quả thì phần trăm đều tin rằng Nguyễn Thành Danh đang trả nợ cho cha anh, Nguyễn Thành Trung. Và việc anh treo cổ tìm đến cái chết cũng chính là chịu không nổi áp lực khi nhìn thấy đống nợ máu mà cha mình để lại nó lớn đến nhường nào. Cha của anh, tên phi công Nguyễn Thành Trung, kẻ phản bội thành đạt, thì chẳng qua là một sĩ quan không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phản chủ khi thấy con thuyền Việt Nam Cộng Hòa sắp đắm chìm. Anh ta khi đó có thể lái máy bay bỏ trốn đi, nhưng anh ta là một tay cơ hội sư tổ. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, anh ta đã lái máy bay ném hai quả bom vào Dinh Độc Lập để lấy điểm rồi bay sang đầu hàng quân Cộng sản miền Bắc. Cũng may mắn cho anh ta là đám cộng quân này đang cần một hướng dẫn viên lái máy bay A-37 ở phi trường Phan Rang đã bị chiếm. Rồi anh ta tham gia cuộc chơi của một kẻ phản bội tầm cỡ. Với tầm cỡ như thế thì anh ta xứng đáng được tặng thưởng huân chương, nhưng không lẽ phong anh hùng cho một tên phản chủ. Thế là các nhà tạo tác lịch sử Đảng Cộng sản vào cuộc nhào nắng và biến gia đình anh ta thành một thứ cách mạng ba đời. Còn anh ta thì thành một thứ tình báo chiến lược, cài cắm sang cả Mỹ.
Trong thời gian hơn 40 năm thì anh ta đã được phong làm anh hùng. Rồi lái máy bay chuyên cơ cho thủ tướng, lúc đó là ông Phan Văn Khải. Rồi tiếp đó là máy bay riêng cho tay tỷ phú Đoàn Nguyên Đức, Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức đã cho nghỉ, mà chẳng hề gặp tai nạn nào như rơi máy bay chẳng hạn. Rồi cứ thế đi lên, mấy chục năm nay, ông ta đã sống trong sự sung sướng tột đỉnh, như bay mãi trên bầu trời. Nhưng không lẽ không còn trời, đất hay đạo đức nữa hay sao mà ông ta cứ sống mãi trong một sự nghiệp không phải dành cho một kẻ phản bội được. Và đến tận bây giờ thì luật pháp của trời, của đất đã được thực hiện qua cái chết của con trai ông ta. Và đó chỉ là mới bắt đầu. Giờ đây thì trời bắt ông ta phải sống để nhìn thấy tất cả những thứ ông gây dựng sụp đổ. Đầu tiên là đứa con trai yêu quý, và chắc chắn không phải tai họa cuối cùng đến với ông ta. Ông ta phải nhìn, ông ta phải sống để cho người dân miền Nam Việt Nam nhìn thấy, để biết rằng vẫn có luật còn nghiêm minh hơn cả luật pháp, đó là luật nhân quả. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, chính ông đã gây nên tội ác trong quá khứ, thì giờ đây ông phải sống trong sự phán xét. Sự khinh bỉ của người dân miền Nam Việt Nam cho đến muôn đời. Nếu ai đó còn có chút suy nghĩ tích cực về tên phi công Nguyễn Thành Trung, thì hãy nghĩ thêm về những người dân miền Nam Việt Nam đã điêu đứng như thế nào khi ông ta phản bội. Đó là luật nhân quả. Rõ ràng và không thể trốn đi đâu được, một quốc gia đang sống chết trong cơn sụp đổ cuối cùng mà lại bị một thành viên ưu tú do Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đào tạo đã đạp đổ cho chết luôn. Đừng ai trách đao kiếm vô tình khi mình là súc sanh. Bởi sự phản bội không thể tha thứ, muôn đời không thể tha thứ. Facebook Mai Tú Ân. Bài đọc này nhắc nhở cho Dương rất là nhiều anh chị. Sẽ không có không ít người vào nói với Dương rằng Dương được sinh ra và lớn lên trong môi trường chủ nghĩa cộng sản, lớn lên do công ơn của Đảng, do công ơn của Hồ Chí Minh. Dương nói với anh chị, khi mà Dương lớn lên, Dương bắt buộc phải lớn lên trong cái môi trường đó, Dương không có cái sự lựa chọn. Nếu Dương có sự lựa chọn, Dương sẽ không lựa chọn mình sinh ra và lớn lên trong giai đoạn cộng sản thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Và Dương chấp nhận sống trong cái cuộc sống ở đó là do Dương không có đường hướng lựa thoát, Dương không có một cái lựa chọn nào khác cho cuộc sống của mình cả. Nếu Dương có cơ hội, Dương đã đi. Và thật sự nếu Việt Nam mà còn người đi vượt biên giống như ngày xưa đó anh chị, thì chắc có lẽ Dương cũng đã đi vượt biên từ rất là sớm. Dương nói thật. Mặc dù rằng Dương sinh ra và lớn lên ở đó, đất nước Việt Nam không còn chiến tranh, nhưng mà Dương vẫn cảm giác có cái gì đó nó không ổn. Và Dương luôn tìm cách, Dương luôn tìm cho mình một cái cơ hội để Dương thoát khỏi Việt Nam. Có lẽ các bạn bằng tuổi Dương hoặc là các em học sinh, những cái bạn trẻ sau này không hiểu được. Tại vì chúng ta sinh ra và lớn lên trong cái môi trường đó, chúng ta nhận cái sự giáo dục đó, chúng ta không thấy được những cái sự dối trá. Chỉ có những người tinh mắt, tinh ý, chỉ có những người đau khổ với những cái nỗi đau của những người xung quanh, họ sẽ hiểu, họ sẽ biết. Còn những người mà giống như sống mà thờ ơ, sống mà không nghĩ gì hết, sống không quan tâm tới người khác, các bạn sẽ không hiểu. Thậm chí là có nhiều người sẽ ghét Dương và cho Dương rằng đang phá hoại đất nước Việt Nam. Dương nói thật với tất cả các bạn, cái đất nước Việt Nam không có cơ hội để cho Dương phá đâu. Dương nói thật, bây giờ không còn cái gì để phá nữa. Đụng tới rừng còn không? Đụng tới biển còn không? Đụng tới núi còn không? Đụng tới đất đai còn không? Cho nên các anh chị mà nói Dương phá hoại đất nước Việt Nam, Dương xin lỗi, Dương không có khả năng làm điều đó. Và những người ví dụ như
phi công Nguyễn Thành Trung này anh chị là được đi sang Mỹ học tập và làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà tướng Nguyễn Thành Trung này mang hai quả bom ném vào Dinh Độc Lập thì sau đó có không ít những cái vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết, và trong Dương có một cái sự tôn trọng kính nể vô cùng. Và Dương nghĩ những cái vị tướng mà Dương kính nể tôn trọng này tướng phi công Nguyễn Thành Trung biết được. Nếu phi công Nguyễn Thành Trung có nghe được clip này của Dương, Dương xin nhắn nhủ với ông rằng những cái việc mình làm, mình là những cái người trưởng bối, những cái thế hệ đi trước, và sau này chúng ta sẽ có những cái thế hệ con cháu, họ sẽ nhìn vào mình, họ sẽ đánh giá, họ sẽ xem mình đã làm gì ở những chục năm về trước. Họ sẽ biết, họ sẽ hiểu được cái hành động đó của mình là bậc quân tử hay là tiểu nhân. Nếu phi công Nguyễn Thành Trung đặt mình là những cái lớp trẻ giống như Dương thì phi công Nguyễn Thành Trung sẽ suy nghĩ gì? Sẽ đánh giá ra sao về bản thân mình? Là một người lớn, đáng tuổi cha, đáng tuổi chú của Dương, Dương biết là ông có những cái nỗi trăn trở, những cái nỗi ưu tư. Nhưng ít ra ông cũng phải có cái tầm nhìn chiến lược, tại vì ông được đi Mỹ du học. Nhưng mà cuối cùng, ngày hôm nay ông nhìn đi đất nước Việt Nam nó thê thảm ra làm sao so với cái thời trước đây, thời Việt Nam Cộng Hòa. Dương nghĩ hơn ai hết, ông là người hiểu được cái sự khác biệt này. Dương là những người sinh sau, Dương không còn cơ hội, Dương không có cơ hội được nhìn thấy. Dương chỉ tìm kiếm những cái thông tin qua lịch sử, qua báo mạng khi Dương không còn ở Việt Nam. Điều này nói lên gì? Nói lên cái việc sau ngày 30 tháng 4, dưới sự tiếp tay của ông, Cộng sản Bắc Việt đã đi vào được miền Nam và cướp được chính quyền miền Nam Việt Nam. Và dẫn đến đời sống của người miền Nam Việt Nam trở nên tồi tệ hơn, trở nên khó khăn hơn, trở nên vất vả hơn. Dương nghĩ rằng phi công Nguyễn Thành Trung nhìn thấy và biết điều này. Đây là tháng 4. Tháng 4 mà 45 năm trước, Dương nghĩ nếu ông biết được cái hậu quả, cái việc mình làm sau 45 năm, chắc có lẽ ông sẽ không làm như vậy, đúng không? Hãy nhìn lại đi, 45 năm, bao thế hệ con cháu của mình sống ra làm sao, khổ ra làm sao, họ phải đi xuất khẩu lao động như thế nào. Khi ông là những cái người sinh trước, những cái thế hệ đi trước mà ông được cái cơ hội sang Mỹ du học, được Mỹ đào tạo để trở thành một phi công giỏi. Còn những cái lớp trẻ như chúng tôi không còn cơ hội đó nữa. Thì thử hỏi, chúng tôi có buồn, có giận không? Chúng tôi rất là buồn, rất là giận. Và mai đây, tôi không phải là một cái người phụ nữ bình thường. Rồi tôi cũng sẽ già đi, tôi cũng sẽ là 50 tuổi, tôi cũng sẽ là 60 tuổi, 70 tuổi, cũng giống như ông bây giờ. Và tôi biết chắc một điều rằng con cháu của tôi sẽ không xấu hổ vì những cái việc mà bà nó, dì nó, cô nó đã chọn lựa. Tôi chắc chắn một điều như vậy.